Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và sau đây là những nội dung chính đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Phiên họp thứ 58, phiên họp cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 đã bế mạc sau 2 ngày làm việc. Việt Nam nỗ lực triển khai hiệu quả hơn, quyết liệt hơn ngoại giao vaccine để hiện thực hóa mục tiêu đến quý 1 năm 2022 sẽ tạo được miễn dịch cộng đồng. Quyết liệt xử lý thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội. Người dùng mạng cũng cần tỉnh táo trước các thông tin không chính thống ảnh hưởng tiêu cực tới công tác chống dịch này. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, tại cuộc điện đàm với Tổng thống Rumani Klaus Iohannis vào chiều ngày 14 tháng 7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Rumani tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cảm ơn Rumani đã hết sức tích cực ủng hộ, thúc đẩy việc ký Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu-EU vào tháng 6 năm 2019. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Klaus Iohannis đã trao đổi nhiều biện pháp cụ thể nhằm tăng cường, mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai nước. Tổng thống Klaus Iohannis thông báo với Chủ tịch nước, trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, Rumani đã quyết định tặng Việt Nam 100.000 liều vaccine AstraZeneca, cùng với việc xem xét tích cực việc nhượng lại một lượng vaccine cho Việt Nam trong thời gian tới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ cảm ơn trước những tình cảm quý báu và hỗ trợ kịp thời mà Tổng thống và nhân dân Rumani đã dành cho Việt Nam. Sau 2 ngày làm việc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, phiên họp thứ 58, phiên họp cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 đã bế mạc vào sáng ngày 14 tháng 7. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận sôi nổi, tâm huyết, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. Tương tự, về phía cơ quan trình cũng đã có sự tiếp thu đầy đủ trách nhiệm các nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu. Theo Chủ tịch Quốc hội, các báo cáo trình tại phiên họp lần này đã đưa ra được nhiều nhiệm vụ, giải pháp, cách thức tổ chức thực hiện các chỉ tiêu Đại hội 13 đề ra. Qua đó đạt sự thống nhất cao đối với việc thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay trả nợ công, kế hoạch đầu tư công trung hạn, cũng như hai chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Cho biết, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 7 tới đây với nhiều nội dung quan trọng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan liên quan nỗ lực hơn nữa, chuẩn bị kỹ các nội dung và tài liệu trước khi trình Quốc hội xem xét quyết định, nhất là hai nội dung bầu phê chuẩn các nhân sự chủ chốt trong bộ máy nhà nước, cũng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chan Rin. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Singapore luôn ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế, không ngừng củng cố sự đoàn kết và tăng cường lập trường chung trong các vấn đề, trong đó có vấn đề Biển Đông. Mong muốn Singapore trong khuôn khổ ASEAN và AIPA tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong phòng chống dịch COVID-19 cũng như có chiến lược phục hồi phát triển kinh tế của ASEAN. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác chia sẻ kinh nghiệm phòng chống COVID-19, nhất là về tiếp cận nguồn và công nhận lẫn nhau về chứng chỉ vaccine. Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên sớm đạt thỏa thuận về quy chế đi lại ưu tiên, nối lại đường bay thương mại khi điều kiện cho phép. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm ban hành chính sách pháp luật để kịp thời hỗ trợ chính phủ trong việc phòng chống dịch bệnh và phục hồi sau đại dịch. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai bên phối hợp giám sát việc thực hiện các hiệp định và thỏa thuận song phương, ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan Jin khẳng định Việt Nam-Singapore có quan điểm tầm nhìn chung trong việc duy trì vai trò trung tâm và sự đoàn kết của ASEAN. Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan Jin khẳng định Singapore sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong phòng chống đại dịch, trong đó có việc thực hiện chiến lược vaccine toàn dân và áp dụng khoa học công nghệ.
Tiếp đại sứ Philippines Menardo Montalegre đến chào xã giao, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị đại sứ Philippines trong nhiệm kỳ của mình phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam để góp phần thúc đẩy triển khai các trọng tâm hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện và Hạ viện Philippines, nhất là trong việc chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực hiện pháp luật tại mỗi nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên sớm xem xét việc ký thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội, làm cơ sở cho các hoạt động hợp tác tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng tình với quan điểm về tăng cường đối thoại, tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong vấn đề Biển Đông, thực thi đầy đủ và hiệu quả DOC, phối hợp chặt chẽ trong đàm phán COC trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Đại sứ Philippines nhất trí cho rằng hợp tác giữa Quốc hội và đại biểu Quốc hội hai nước đóng vai trò hết sức quan trọng, đóng góp vào việc tăng cường quan hệ Việt Nam-Philippines. Đại sứ Philippines mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại, sớm ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác thương mại, bởi Philippines hiện là đối tác thương mại lớn thứ 5, đối tác nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Còn tại hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Hoa Kỳ theo hình thức trực tuyến diễn ra vào sáng ngày 14 tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken khẳng định Hoa Kỳ luôn coi trọng quan hệ với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, đồng thời cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đi đầu thúc đẩy nỗ lực toàn cầu ứng phó COVID-19, trong đó sẽ dành 96 triệu đô la Mỹ để giúp ASEAN nâng cao năng lực ứng phó với dịch bệnh. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hoan nghênh Hoa Kỳ đã hỗ trợ cung cấp vaccine cho các nước ở khu vực, trong đó có Việt Nam. Đánh giá cao việc Hoa Kỳ ủng hộ tạm thời dỡ bỏ bản quyền vaccine trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, lập trường nguyên tắc nhất quán của ASEAN về Biển Đông, mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục đóng vai trò xây dựng, ủng hộ các nỗ lực của ASEAN, duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông, cũng như ủng hộ nỗ lực của ASEAN trong hỗ trợ tìm giải pháp ổn định tình hình Myanmar. Sau đây sẽ là những thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo Bộ Y tế, ngày 14 tháng 7, số bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh tiếp tục tăng với 71 người đủ tiêu chuẩn ra viện về cách ly tại nơi cư trú. Như vậy là trong đợt dịch này đã có 6.850 ca khỏi bệnh. Ngày 14 tháng 7 thì còn ghi nhận 3 ca có bệnh lý nền nặng tử vong do COVID-19. Số ca mắc mới trong nước ghi nhận trong ngày là 2.924 ca, trong đó thì có 2.509 ca ở trong khu cách ly hoặc là khu vực đã phong tỏa. Số ca mới ngày 14 tháng 7 phát hiện tại 26 tỉnh thành phố và nhiều nhất thì vẫn là tại thành phố Hồ Chí Minh với 2.229 ca. Trong 58 địa phương có ca cộng đồng trong đợt dịch này thì có 11 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới. Tại cuộc giao ban trực tuyến với thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 14 tháng 7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, cùng với việc siết lại từng khâu chống dịch thì cần tiếp tục tăng cường hỗ trợ cũng như là tuyên truyền vận động người dân cùng chia sẻ khó khăn, đồng lòng với các giải pháp phòng chống dịch. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện xét nghiệm được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung khu vực nguy cơ cao, tăng cường vai trò của tổ COVID-19 cộng đồng trong khu phong tỏa. Một số quy định được cải tiến để đi lại thuận tiện hơn, khắc phục được tình trạng ách tắc. Phó Thủ tướng lưu ý thành phố tiếp tục quan tâm hơn trường hợp khó khăn, nhất là những khu dân cư tập trung đông người nghèo. Liên quan hệ thống mã QR, thành phố Hồ Chí Minh cần liên thông với hệ thống chung để mỗi người dân có một mã QR quét khi đến các điểm và di chuyển qua các chốt kiểm soát, cũng như phục vụ việc truy vết. Tại cuộc trao đổi với Phó Thủ tướng, lãnh đạo tỉnh Bình Dương thẳng thắn nhận định tỉnh bị chậm một nhịp so với diễn biến dịch nên nguy cơ trên toàn tỉnh đang tăng. Hiện có tới 42 ổ dịch chưa kiểm soát được. Vì vậy, Bình Dương đang cố gắng huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh nhanh chóng bắt kịp, chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ, đặc biệt đã thực hiện giãn cách xã hội phải nghiêm với quy định rõ ràng, chi tiết đối với từng đối tượng. Mỗi quy định chỉ mang tính định hướng, cần theo sát để áp dụng phù hợp thực tế. Đồng thời cần xem xét áp dụng tăng cường bộ phận tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân. Ngày 18 tháng 7 tới đây, thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai tiêm 1,1 triệu liều vaccine COVID-19 đợt thứ 5. Đây là thông tin vừa được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đưa ra trong cuộc họp vào chiều 14 tháng 7.
Và song song với đó thì thành phố Hồ Chí Minh hiện cũng đang thực hiện rất nhiều biện pháp để kiểm soát, ngăn chặn nguồn lây nhiễm. Trong đó thì phải kể đến việc thay đổi chiến lược xét nghiệm SARS-CoV-2. Phóng viên Hạnh Vân thông tin chi tiết. Để có thể giảm thời gian chờ đợi cũng như đảm bảo thực hiện đúng chỉ thị 16, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức triển khai trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 thông qua hệ thống khai báo điện tử y tế. Với hình thức này thì người dân có thể sử dụng điện thoại thông minh tải phần mềm y tế HCM để tra cứu kết quả. Đồng thời, kết quả này cũng sẽ được xác nhận bằng mã QR trên hệ thống khai báo điện tử và có giá trị tương đương với bản giấy tờ kết quả xét nghiệm. Song song đó thì thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ráo riết triển khai cho đợt tiêm chủng thứ 5 tại 312 phường xã với hơn 620 điểm tiêm chủng. Để đảm bảo giãn cách thì lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ vừa làm vừa rút kinh nghiệm tổ chức đảm bảo tiêm an toàn để có thể tiếp tục tiêm thêm 2 triệu liều trong thời gian sắp tới như thông báo của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến thời điểm này thì qua 4 đợt tiêm, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm cho hơn 991.000 người, trong đó thì có hơn 48.600 người đã tiêm đủ 2 mũi. Thưa quý vị, Bộ Y tế quyết định huy động đội ngũ gần 10.000 nhân lực y tế từ các đơn vị thuộc Bộ và các địa phương khu vực miền Bắc, miền Trung hỗ trợ y tế thành phố Hồ Chí Minh chống dịch và cũng để luân chuyển nhân lực nhằm đảm bảo sức chiến đấu cho đội ngũ y tế tại thành phố. Lực lượng tăng cường đến theo các đợt khác nhau gồm 4 nguồn, đó là nguồn lực lãnh đạo các vụ cục, các thầy thuốc điều trị, nhân viên y tế, truy vết và lấy mẫu. Đồng loạt từ nhiều tỉnh thành thì đội ngũ cán bộ y tế cũng lên đường vào Nam với tinh thần tình nguyện và trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng. Lực lượng của các bệnh viện từ Nam Định, Nghệ An, Vĩnh Phúc đã kết nối trực tiếp với các đơn vị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay thì Bộ Y tế đã huy động 3.360 cán bộ y tế của các bệnh viện trung ương và 3.500 cán bộ y tế sinh viên các trường y tế trên cả nước. Trong tuần này họ sẽ lần lượt có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại đồng bằng sông Cửu Long thì đến cuối giờ chiều ngày 14 tháng 7, với hơn 270 ca mắc mới ở 7 trong tổng số 13 tỉnh, thì khu vực này đang được xem là một điểm nóng về dịch COVID-19. Và các địa phương ở đây thì cũng đang hết sức nỗ lực để có thể khống chế được sự lây lan của dịch bệnh. Nhiều nhất là Tiền Giang với 115 ca, Đồng Tháp 91 ca, Bến Tre 46 ca và Vĩnh Long 17 ca là các trường hợp trong khu cách ly và khu phong tỏa. Ba tỉnh còn lại gồm Sóc Trăng, An Giang và Kiên Giang cũng có thêm từ 1 đến 2 ca. Đến nay, Đồng Tháp là địa phương có số ca dương tính COVID-19 nhiều nhất khu vực với 740 trường hợp. Bộ Y tế cũng đã điều động thêm đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Trung ương Huế đến Đồng Tháp để hỗ trợ phòng chống dịch. Từ 0 giờ, Kiên Giang, Đồng Tháp và quận Bình Thủy của thành phố Cần Thơ áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Tỉnh An Giang cũng quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đối với chính quyền thị thành phố từ 0 giờ ngày mai 15 tháng 7. Để phòng chống dịch, Hậu Giang áp dụng biện pháp cách ly 21 ngày đối với người về từ thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương có dịch nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Trước các diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 mà đặc biệt là tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh thì lại có nhiều thông tin sai sự thật đã xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, gây hoang mang cho dư luận và ảnh hưởng tiêu cực tới công tác phòng chống dịch của Việt Nam. Và xin khẳng định rằng đây là những thông tin xấu độc, đáng lên án và cần xử lý quyết liệt. Trưa ngày 14 tháng 7, Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa toàn thành phố dẫn đến khan hiếm thực phẩm, kêu gọi người dân tích trữ hay lãnh đạo thành phố bị nhiễm SARS-CoV-2 là thông tin bịa đặt, sai sự thật. Thành phố đang tập trung chủ động, quyết liệt xử lý các vấn đề nhằm tăng cường phòng chống dịch. Các hệ thống siêu thị của nhà nước mở bán độc quyền trong lúc dịch bệnh. Đây là thông tin sai sự thật trên một tài khoản mạng xã hội. Bởi thực tế, hệ thống siêu thị của các doanh nghiệp tư nhân như Vinmart, Kmart, Fivimart hay Lotte kinh doanh ở khắp các tỉnh thành phục vụ người tiêu dùng. Tài khoản mạng xã hội Việt Tân đăng thông tin: 2 triệu liều vaccine của Mỹ đã về đến Việt Nam nhưng tiêm cho không đúng đối tượng theo quy định. Đây là thông tin xuyên tạc, bịa đặt vì Việt Nam có chính sách phân bổ vaccine rõ ràng. Việc phân bổ vaccine ưu tiên cho những cái vùng có dịch và trong vùng có dịch như vậy thì ưu tiên cho những khu vực mà có dịch nhiều nhất. Thứ hai là ưu tiên cho những địa phương mà có nhiều cái khu công nghiệp. Thế rồi ưu tiên cho những cái địa phương mà nơi giao lưu đi lại
những cái vùng biên giới và tất cả những cái địa phương mà có nhiều yếu tố nguy cơ. Cũng trên tài khoản mạng xã hội này, cách vận hành phòng chống dịch bệnh trong khu cách ly tập trung bất hợp lý. Đây cũng là thông tin không chính xác. Thường trực của Ban Nội vụ có chủ trương giảm cái mật độ các khu cách ly tập trung ở trong nội thành. Hiện nay thì đang tích cực chuẩn bị ra các huyện và thị xã Sơn Tây. Đây chỉ là vài trong rất nhiều thông tin xuyên tạc về nỗ lực phòng chống dịch của Việt Nam xuất hiện trên mạng xã hội những ngày qua. Bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang nhanh chóng xác định các đối tượng vi phạm và sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xử phạt theo quy định. Lực lượng chức năng như chúng tôi đã nhận diện đối với các đối tượng mà có cái âm mưu ý đồ cũng như là các hoạt động cực đoan manh động thì chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật, kể cả là pháp luật về hình sự. Mới đây, tỉnh Quảng Bình đã xử phạt 10 triệu đồng hai đối tượng tung tin giả trong nhóm Zalo về một trường hợp mắc COVID-19, khiến người dân địa phương hoang mang. Sự thật là trường hợp đó âm tính với SARS-CoV-2. Cách đây ít ngày, trên mạng lan truyền phiếu xét nghiệm của một người dân ở Cà Mau có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, trong khi thực chất trường hợp này âm tính. Hiện, công an tỉnh này đã khoanh vùng được người chỉnh sửa phiếu xét nghiệm, tiếp tục điều tra và sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Bộ Thông tin Truyền thông thì cũng đang phối hợp với các bộ ngành khác cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để đưa những cái tin chính xác nhất, kịp thời nhất đến cho người dân để mà phản bác lại những cái thông tin giả. Theo các cơ quan chức năng, hiện có 4 nhóm thông tin giả lợi dụng tình hình dịch bệnh để kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đăng tin sai về chính sách phòng chống dịch bệnh của Việt Nam, tung tin giả liên quan đến tình hình đời sống của nhân dân tại các vùng dịch thiếu hụt lương thực, xuyên tạc chủ trương của chính phủ kêu gọi người dân, tổ chức doanh nghiệp ủng hộ đóng góp vào quỹ phòng chống vaccine COVID-19 của chính phủ. Trước tình hình tin giả tràn lan, mỗi người dùng mạng cần tỉnh táo trước các thông tin không chính thống, cẩn trọng trước mỗi dòng trạng thái, bình luận hay chia sẻ. Ngay từ khi mà dịch COVID-19 mới xâm nhập vào Việt Nam, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng đã sớm chỉ đạo toàn diện công tác phòng chống dịch, trong đó có phát triển vaccine trong nước và nhập khẩu vaccine. Thời gian vừa qua, thì chiến lược này đang được Chính phủ đẩy mạnh với 3 nội dung lớn, đó là tiếp cận, mua vaccine nhiều nhất, nhanh nhất có thể, đẩy nhanh tiếp cận chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và sản xuất vaccine tại Việt Nam. Thứ ba là thực hiện chiến dịch tiêm chủng nhanh chóng, kịp thời, an toàn, hiệu quả. Mục tiêu mà Việt Nam đặt ra là đến quý 1 năm 2022 sẽ tạo được miễn dịch cộng đồng, tức là sẽ có khoảng 75 triệu người dân được tiêm vaccine phòng COVID-19. Và để đạt được mục tiêu này thì Việt Nam sẽ phải cần khoảng 150 triệu liều vaccine. Tuy nhiên, thực trạng khan hiếm vaccine trên toàn cầu đã gây rất nhiều khó khăn cho các nước trong đàm phán và mua vaccine. Vì vậy mà ngoại giao vaccine được chính phủ xác định là một mũi nhọn. Trong sáng nay, Bộ Y tế đã có cuộc đàm phán với đại diện công ty Pfizer Việt Nam với mong muốn công ty đẩy nhanh tiến độ chuyển vaccine về Việt Nam trong tháng 7 và tháng 8. Bộ Y tế cũng đề xuất mua thêm 20 triệu liều vaccine cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi để tiêm cho khoảng 9 triệu trẻ em của Việt Nam. Số lượng vaccine bổ sung dành cho 9 triệu trẻ dưới 12 tuổi chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng được. Và vaccine này đã được Tổ chức Y tế Thế giới cấp giấy sử dụng khẩn cấp cho trẻ em trên 12 tuổi. Thời gian cung ứng sẽ vào quý 4 năm nay. Cũng trong tuần qua, Việt Nam đã nhận 3 lô vaccine gồm 2 triệu liều Moderna của chính phủ Mỹ trao tặng thông qua COVAX, 97.000 liều vaccine của Pfizer do Bộ Y tế mua và 580.000 liều vaccine AstraZeneca Bộ Y tế mua thông qua hệ thống tiêm chủng VNVC. Chúng tôi đã hỗ trợ quá trình đàm phán của Việt Nam với công ty Pfizer để mua vaccine. Cả hai bên đã đi đến một thỏa thuận rất tuyệt vời. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ các bạn ở mọi lĩnh vực, bao gồm lĩnh vực y tế, và cam kết hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch. Chiến lược vaccine và ngoại giao vaccine đã được triển khai rất quyết liệt, bài bản ở các cấp, đặc biệt là ở cấp cao. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã quan tâm, chỉ đạo và tham gia trực tiếp rất quyết liệt, không câu nệ hình thức, ngoại giao song phương hay đa phương, điện đàm hay viết thư cho các lãnh đạo, các nước, lãnh đạo các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới, các doanh nghiệp sản xuất vaccine. Với vai trò người đứng đầu chính phủ,
Thủ tướng Phạm Minh Chính luôn trăn trở trong việc làm thế nào để Việt Nam tiếp cận được càng sớm và càng nhiều vaccine cho Việt Nam, thông qua tất cả các hình thức phù hợp, hiệu quả. Thủ tướng liên tục chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan cùng hơn 90 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vào cuộc. Tính đến nay, đã có hàng trăm cuộc làm việc, trao đổi, tranh thủ tiếp cận nguồn vaccine từ các quốc gia. Thủ tướng đã nói nhiều lần trong các cuộc họp giao ban để mà chúng ta có được cái nguồn vaccine trong cái điều kiện khan hiếm này. Cái thứ hai là vận động các nước chuyển giao cái công nghệ và hỗ trợ chúng ta trong cái sản xuất vaccine. Và cái thứ ba là tập trung vào cái là việc mà chúng ta tự chủ sản xuất vaccine thì cũng cần phải hỗ trợ của quốc tế. Và tới đây Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo là tiếp tục vận động tất cả các nơi đều có thể qua các kênh kể cả song phương, đa phương ở các tổ chức quốc tế chúng ta làm theo đúng cái phương châm là có thể có sớm nhất, có nhiều nhất và nhanh nhất. Nỗ lực của lãnh đạo Đảng, nhà nước đã góp phần giúp Việt Nam tiếp cận được ngày càng nhiều nguồn vaccine từ các nước. Dự kiến có khoảng 124 triệu liều vaccine được cam kết cung ứng cho Việt Nam cho tới cuối năm 2021. Lãnh đạo cấp cao các quốc gia như Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và cả Tổ chức Y tế Thế giới đều đồng ý hỗ trợ Việt Nam vaccine. Cùng với đó là một số cam kết tạo điều kiện cho Việt Nam sớm tiếp cận với nguồn vaccine và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam. Trong bối cảnh vaccine khan hiếm trên quy mô toàn cầu như vậy, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước của chúng ta đã hết sức nỗ lực để có thể trao đổi cũng như là đề nghị đối với tất cả các quốc gia tăng cái cung cấp vaccine cho Việt Nam. Đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ đã liên tục có những cái trao đổi với lãnh đạo của các nước, các tập đoàn để có thể có những cái vaccine cho Việt Nam. Bộ Y tế trong thời gian qua thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi đã liên tục có những cái đàm phán đối với tất cả các quốc gia và đối với các công ty để sản xuất vaccine để có thể cung ứng cho vaccine cho Việt Nam. Với những nỗ lực của Đảng, nhà nước, đã có hơn 4 triệu người dân Việt Nam được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong đó, có 290.000 người được tiêm đủ 2 mũi. Tổ chức Y tế Thế giới dự báo, đến tháng 9 năm nay, tình hình khan hiếm vaccine vẫn diễn ra hết sức nghiêm trọng. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu tăng tốc hơn nữa trong việc thực hiện triển khai hiệu quả hơn, quyết liệt hơn ngoại giao vaccine, đồng thời tiếp tục vận động các đối tác song phương và các tổ chức quốc tế cung cấp nguồn vaccine cho Việt Nam và thúc đẩy tích cực hơn nữa việc hợp tác chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine để phục vụ cho việc sản xuất lâu dài. Campuchia sẽ tạm thời ngừng xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam là nhân viên và chuyên gia của các công ty Việt Nam đang hoạt động tại Campuchia trong vòng một tháng kể từ ngày 18 tháng 7 tới đây. Thông báo trên được đưa ra do tình trạng biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 lây lan rộng và yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 của cả hai nước. Với trường hợp đã nhập cảnh vào Campuchia, cả với những người đã hoàn thành cách ly và đang trong thời gian cách ly thì cũng không được phép trở lại Việt Nam trong thời gian tạm ngừng xuất nhập cảnh nói trên. Thông báo nêu rõ, biện pháp này không áp dụng đối với các trường hợp bệnh nhân cần đi điều trị tại Việt Nam, các nhà ngoại giao, công chức nhà nước thực hiện nhiệm vụ theo lời mời của chính quyền hai nước, các học viên và sinh viên đã hoàn thành chương trình học tập hoặc là thực hiện nhiệm vụ đặc biệt được chính phủ hai nước cho phép. Trong bối cảnh giãn cách xã hội hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh thì để người dân có thể tiếp cận được với nguồn thực phẩm và các đồ dùng thiết yếu một cách dễ dàng nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 thì đã có nhiều chương trình, nhiều dịch vụ ra đời nhằm giúp cho mọi người dù là ở nhà thế nhưng vẫn có thể đi chợ được một cách thoải mái. Mấy ngày hôm nay, tủ lạnh của anh Dũng ngày nào cũng đầy ắp thực phẩm tươi sống dù đang trong thời gian giãn cách. Ở nhà, đặt thực phẩm qua đường dây hotline tại một số siêu thị trong khu vực. Sau đó có người đi chợ giúp và giao lại tại chỗ lấy hàng của siêu thị. Đây là cách mà anh Dũng đi chợ trong thời gian này. Ví dụ như sáng sớm thì nếu mình cần, mình dự định là mình sẽ ăn gì trong ngày hôm đó thì mình sẽ gọi nhân viên mình đặt hàng. Và thường thì mình sẽ mất khoảng, họ sẽ soạn hàng nhưng mà mình mất khoảng đâu khoảng một tiếng rưỡi. Mình hoàn toàn không tiếp xúc với ai cả, nhân viên siêu thị họ để hàng lên một cái thùng. Rồi mình đến, mình thấy tên thì mình lấy, mình cầm về. Và mình cũng không tiếp xúc với những người mua hàng luôn. Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị 16, một số trang thương mại điện tử cũng đã nhanh chóng triển khai chương trình đi chợ trực tuyến nhằm giúp người dân có thêm nhiều kênh lựa chọn mua thực phẩm. Chỉ cần ngồi ở nhà, tải ứng dụng,
sau đó thực hiện một số thao tác để đặt hàng, thực phẩm sẽ được chuyển ngay đến tận nơi. Chưa bao giờ các sàn thương mại điện tử lại tham gia vào công tác kết nối cung ứng các thực phẩm tươi sống với quy mô lớn như hiện nay. Chúng tôi dự kiến cung cấp mỗi ngày khoảng hơn 20 tấn rau củ quả đến với bà con thành phố Hồ Chí Minh. Những cái rau củ quả này ấy, thì chúng tôi lấy từ các cái hợp tác xã được theo cái chuẩn Việt Gáp. Thì việc kết nối trực tiếp từ các cái hợp tác xã đảm bảo được cái nguồn cung. Ngay cả khi mà các cái chợ đầu mối hiện nay đã định đóng và ngay cả khi là các cái siêu thị hết hàng. Vừa qua thì Shopee cũng có phối hợp cùng với Saigon Co-op để tham gia chương trình trợ giá hàng tiêu dùng cho người dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua chương trình này thì chúng tôi mang đến những ưu đãi giảm giá lên đến 50% miễn phí vận chuyển cho người dân khi người dân đặt mua các sản phẩm phục vụ nhu cầu cần thiết như là rau củ quả. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác cũng như là những nhà bán hàng của mình để đảm bảo rằng họ luôn cập nhật những diễn biến mới nhất, đảm bảo các sản phẩm liên quan đến sức khỏe cũng như là các đồ dùng gia dụng thiết yếu luôn có sẵn. Mới đây, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố danh sách hơn 2.800 điểm bán mặt hàng thiết yếu gồm lương thực, thực phẩm, khẩu trang, nước rửa tay vẫn hoạt động trong bối cảnh giãn cách xã hội. Sở cũng khuyến khích các điểm bán hàng nhận đặt hàng qua điện thoại hoặc liên kết với các ứng dụng vận chuyển, các sàn thương mại điện tử để giúp người dân thuận tiện trong việc tiếp cận nguồn thực phẩm khi sinh hoạt và làm việc tại nhà. Vâng, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình, quý vị có thể truy cập vào website vtvgo.vn hoặc là tải ứng dụng VTV Go từ kho ứng dụng Google Play hoặc là App Store. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.